Chân dung 4 Phó Chủ tịch Quốc hội khóa 15. 4 Phó Chủ tịch Quốc hội khóa 15 gồm 3 Phó Chủ tịch Quốc hội khóa 14 Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Đức Hải và Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Từ trái sang phải, ông Nguyễn Đức Hải, ông Nguyễn Khắc Định, ông Trần Thanh Mẫn và ông Trần Quang Phương ảnh, QUOCHOI.VN. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 15, chiều ngày 20 tháng 7, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua các nghị quyết bầu Phó Chủ tịch Quốc hội và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Trước đó, Quốc hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua danh sách để Quốc hội bầu Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trước khi biểu quyết thông qua nghị quyết, Quốc hội đã tiến hành bầu Phó Chủ tịch Quốc hội và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau khi ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua các nghị quyết bầu Phó Chủ tịch Quốc hội và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Theo kết quả biểu quyết qua hệ thống biểu quyết điện tử, 483 trên 483 đại biểu Quốc hội, chiếm 96,79% tổng số đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành thông qua nghị quyết bầu Phó Chủ tịch Quốc hội. 4 Phó Chủ tịch Quốc hội khóa 15 gồm các ông Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Đức Hải, 3 Phó Chủ tịch Quốc hội khóa 14 và Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Ông Trần Thanh Mẫn, 59 tuổi, quê tại Hậu Giang, là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, Bí thư Trung ương Đảng khóa 12, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 10, dự khuyết 11, 12, 13, đại biểu Quốc hội khóa 13, 14, 15, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khóa 14 từ mùng 1 tháng 4 năm 2021. Ông Trần Thanh Mẫn từng giữ các chức vụ như Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Chủ tịch Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Nguyễn Khắc Định, 57 tuổi, quê tại Thái Bình, là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13, đại biểu Quốc hội khóa 14, 15, Phó Chủ tịch Quốc hội khóa 14 từ mùng 1 tháng 4 năm 2021. Ông Nguyễn Khắc Định từng làm trợ lý của Thủ tướng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trước khi được phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa khóa 17 và tái đắc cử khóa 18. Ông Nguyễn Đức Hải, 60 tuổi, quê tại Quảng Nam, là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, 12, 13, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 13, 14, đại biểu Quốc hội khóa 13, 14, 15, Phó Chủ tịch Quốc hội khóa 14 từ mùng 1 tháng 4 năm 2021. Ông Nguyễn Đức Hải từng đảm nhận các chức vụ như Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội. Thượng tướng Trần Quang Phương, 60 tuổi, quê tại Quảng Ngãi. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa 12, 13, đại biểu Quốc hội khóa 15, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Ông Trần Quang Phương từng giữ chức Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 2, Quân khu 5, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, Chủ nhiệm Chính trị, Chính ủy Quân khu 5. Từ tháng 5 năm 2019 đến nay, ông giữ chức Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Quốc hội bầu Phó Chủ tịch Quốc hội và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín ảnh, QUOCHOI.VN. Đối với nghị quyết bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 475 trên 475 đại biểu Quốc hội chiếm 95,19% tổng số đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành. 13 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15 gồm các ông, bà, Bùi Văn Cường, Vũ Hải Hà, Vũ Hồng Thanh, Lê Quang Huy, Nguyễn Đắc Vinh, Nguyễn Thúy Anh, Lê Thị Nga, Hoàng Thanh Tùng, Nguyễn Thị Thanh, Dương Thanh Bình, Lê Tấn Tới, Nguyễn Phú Cường, Y Thanh Hà Ni Y Kim. Như vậy, với 100% đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội chính thức thông qua các nghị quyết bầu Phó Chủ tịch Quốc hội và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ngay sau đó, Quốc hội nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Tổng thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng kiểm toán nhà nước và thảo luận ở đoàn về dự kiến nhân sự để bầu Tổng thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng kiểm toán nhà nước. Theo chương trình, ngày 21 tháng 7, Quốc hội sẽ nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu Tổng thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng kiểm toán nhà nước và thảo luận biểu quyết thông qua danh. Sự này cũng trong ngày mai, Quốc hội nghe tờ trình và thảo luận ở hội trường về dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh chương trình xây dựng luật,
pháp lệnh năm 2021